Em Thanh Tùng của chợ ô tô đầu mối Hải Dương rất vui được gặp lại anh chị quý vị các bạn trong buổi lên sóng báo giá ngày hôm nay. Đấy, hôm nay là ngày thứ ba này, đấy, đầu tuần. Em xin phép lên sóng báo giá gia đình mình về những dòng sản phẩm em đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhá. Thì hôm nay bên em có về một số mẫu xe mới này. Đấy, về hai con Vios số tự động, một con bản E, một con bản G 2017 nhá. Đấy, về hai con Vios số tự động này để phục vụ gia đình mình này. Các bác nào đang quan tâm đến dòng Toyota Vios số động nhá, tham khảo cho em đi. Đây, về một chiếc màu đen này 2017 này, lên full đồ chơi rồi. Bi cầu, bi salon này, đấy, cam lùi, cam hành trình này. Máy số keo chỉ thì cam kết anh chị quý vị mình nguyên zin nhá. Đấy, màu đen rất đẹp đây, tư nhân chính chủ 37 Nghệ An, quê hướng Bắc đây. La răng đúc, phanh địa chống bó cứng, 4 bánh. Bản em đang quay nhá, bản em đang quay này, bản 7 túi khí. Đấy, bản 7 túi khí gửi anh chị quý vị xem mình, nhà mình. Đấy, nội thất bên trong rất đẹp luôn. Đấy, nội thất bên trong đẹp. Điều hòa auto này, cần số rích rắc này, cam lùi, cam hành trình, vô lăng túi khí này. Đấy, nội thất zin nguyên bản theo xe nhá. Số tự động đấy 2017 mà chỉ 450 triệu đồng. Đang được bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhá. Đấy, độ đủ đồ chơi rồi, loa đầm, loa trầm, loa bass này. Đấy, âm thanh ánh sáng là đầy đủ của gia đình ạ. 450 triệu đồng. Ông chào tất cả mọi người đang xem buổi livestream hôm nay nhá. Cảm ơn các bác vừa thấy mấy buổi livestream này của Thanh Tùng của chợ ô tô đầu mối Hải Dương đã vào thăm, đã vào xem rồi ạ. Cảm ơn dành rất là nhiều nhá. Nhà mình cho hỏi là hình ảnh âm thanh ánh sáng nó ok nhỉ? Đấy, mà chưa ok thì cho em chỉnh lại nhá. Mà ok rồi thì em tiếp tục báo giá này. Y10 tầm 203. Bác Ngọc Tuấn Hoàng, cháu Đinh Thụ Trang, Đinh Thụ Trang, cháu bác Nguyễn Quang Đạt, cháu bác Ngọc Tuấn Hoàng, cháu bác anh Vũ nhá. Y10 tầm 200 có anh ơi. Y10 tầm 200 nhá, tham khảo cho em mấy mẫu này nhá. Đây, hơn 200 một xíu nhá, Y10 bản đủ đây. Y10 màu bạc 214 bản đủ, 235 triệu đồng này. Đấy, con này thì bản B216 nhá, số sàn. Con này 240 triệu đồng. Đấy, nhưng được lên được la sáng đúc rồi, lốp lap đẹp. Đấy, Y10 tầm hơn 200 rất là nhiều ạ. Đấy, quan tâm nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em nhá. Có con Astra nào không anh? Astra thì chưa có rồi nhá. Astra thì chưa có rồi anh Hải ơi. Vâng, chào bác Tài Sáo này, chào Nguyễn Viết Khôi, chào bác Lước Diễm Đồng này, chào bác Y10 200 Y10 tầm 200 ấy. ASEAN 209. Thanh Tùng ơi, ok, có ASEAN 209 nhá. Rồi, để em xem con ASEAN 209 đang dựng đâu nhỉ. Đấy, chia sẻ comment nhớ lên gia đình ơi. Quan tâm dòng nào mẫu nào nhá, cứ bình luận, cứ chia comment đi, em Tùng báo giá cho ạ. Chào bác Thái Nguyên Hưng ạ, chào đại gia đình mình. Đây nhá, ASEAN 209 1.4 số sàn nhập hàng nguyên chiếc này, màu bạc. Con này bên em đang bán với cửa tiền là 165 triệu đồng thôi nhá. 165 triệu đồng. La răng đúc, lốp nắp đẹp, máy số keo chỉ, sơn xi bao chất gia đình luôn. Xe A này đầu, phân khúc hạng B mà chỉ có 160 triệu đồng thôi. Còn bớt, còn gia lộc, còn thương lượng sâu ạ. Vâng, cảm ơn tất cả các anh chị quý vị đang xem buổi livestream hôm nay nhá. Hoan hỉ vui vẻ cho Tùng xin 5-7 lượt chia sẻ đi đại gia đình mình ơi. Đấy, thì hôm qua bên em có về một mẫu xe mới nhá. Hôm qua thì nhà em bận thì không livestream. Thì hôm nay em sẽ lên sóng mẫu này cho thầy mình này. Đấy, về một mẫu mới, em có video chi tiết rồi ạ. ASEAN 209 bản tiêu ASEAN 219 nhá, xin lỗi gia đình ạ. Hyundai ASEAN 219 xe đang đầu phân khúc hạng B bản tiêu chuẩn. Con này thì bên em đang bán với cửa tiền là 395 triệu đồng. Đấy, nước sơn màu trắng ngọc trinh rất đẹp này. La răng sắt zin nguyên bản theo xe. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Đấy, giải đèn xin nhá, này dưới đây, ở phía dưới này được độ lên giải led rất đẹp luôn. Vô lăng túi khí tích hợp có nút điều khiển trên vô lăng này, 395 triệu đồng cho mẫu Hyundai ASEAN 219 nhá. Máy số keo chỉ bao zin, nhiều xe đẹp quá. Vâng, cảm ơn Đỗ Thành Nhơn ạ. Vâng, chào Đỗ Thành Nhơn nhá. Chúc bác Đỗ Thành Nhơn buổi tối vui vẻ ạ. Xin chào người anh em. Vâng ạ, chào bác Cao Hiền ô tô ạ. Chào lại đình nhá. Đây ASEAN 219 nhá. 395 triệu đồng. Còn bớt, còn thương lượng. Con này thì bên em có hỗ trợ trả góp này. Hỗ trợ trả góp này, ship xe này. Santa Fe đời bao nhiêu? À đây rồi. Santa Fe đấy bác ơi. Đấy, Santa Fe đấy ạ. Hyundai Santa Fe 2.7 máy xăng, con này thì đời 2007 bác nhá. Đấy, con này thì giá là 315 triệu đồng, số tự động, đăng ký 8 chỗ ngồi nhá. 315 triệu đồng thôi, Hyundai Santa Fe phải giá bằng modeling ạ. Đấy, đăng ký đăng kiểm rất là dài, như tháng 3 năm 2023 này. Nội thất bên trong đây. Nội thất ghế da màu be này, vô lăng túi khí này.
gương kính này và ghế chỉnh điện nhá. Đấy. Táp lô này, táp ly siêu đẹp luôn. Đấy, 7 chỗ hàng sang đến nhà Hyundai nhá, 315 triệu đồng. Đấy bác Thái Nguyên Hưng mà đang quan tâm mẫu Santa Fe để nhắn tin trực tiếp qua bếp cho em nhá. Đấy, em gửi video hình ảnh chi tiết cho. Đấy, con này 315 triệu đồng, bao rút hồ sơ này. Còn bớt, còn thương lượng, còn giảm sâu. Vâng, chắc cưng Bùi này. Modeling màu vàng bạn ơi, ok, có modeling màu vàng nhá. Modeling màu vàng đời cao luôn ạ. Đấy, chia sẻ cho em đi, gia đình nhà mình ơi. Đấy, đang quan tâm những dòng nào, mẫu nào nhá, thì cứ bình luận đây, cứ bình luận đây, em chia sẻ hết cho ạ. Đây, modeling màu vàng đây. Đời 2016, đăng ký và đăng bánh năm 2018. Con này bên em đang bán với cửa tiền là 195 triệu đồng nhá. Đấy, màu vàng rất đẹp đây. Đời cao rồi, form dáng mới. Đấy, la răng đúc phay 4 bánh, lốp đáp đẹp, máy số keo chỉ sơn xi thì có đại chất luôn. Không bàn về chất lượng, chỉ bàn về giá cả thôi nhá, 190 triệu đồng. Còn bớt, còn ra độc sâu. Tư nhân chính chủ 34 Hải Dương nhá. Đấy. Thấy bác nào đang quan tâm dòng modeling này, nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu này. Điện đóm này, máy móc này thì rất là bền nhá, rất là bền này và rất là lành. Quan tâm cho mọi nhá. Modeling 216, 1.25 số sàn 4 máy. Vâng, cháu Hoàng Nguyên, cháu Thái Phạm, cháu Thanh Ngoan, cháu Hưng Bùi, cháu Dương Dê, chào đại gia đình nhá. Đấy, có modeling màu vàng này. Đây, cạnh mẫu modeling màu vàng vừa rồi này, em xin báo giá cho anh chị quý vị nhà mình một mẫu Avel nhá. Đây, Chevrolet Avel 2017 mà giá hơn modeling một tí thôi. Đấy, tham khảo cho em mẫu này, sedan hai đầu phân khúc hạng B màu đen. 225 triệu đồng cho mẫu Avel này ạ. Đấy, Avel 2017 đăng ký là bánh 2018. La răng đúc, lốp nắp đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng ABS rồi. Xin nhan thì tích hợp trên sườn xe, gương kính, cụp xe điện. Bao zin nhá, chị nói một từ thôi, bao zin gia đình mình này. Đấy. Máy số keo chỉ, tất cả là zin luôn, 225 triệu đồng. Còn Avel đấy còn dặn bao nhiêu anh? Cứ nhắn tin trực tiếp qua fanpage, giảm sâu luôn. Đấy, giảm sâu cho anh Hải luôn nhá. Bác mà quan tâm mẫu này này, chốt được con này trong ngày hôm nay này. Đấy, giảm ngay cho bác này nhá. Đọc trên livestream là đã giảm 10 triệu này. Đọc trên livestream là giảm 10 triệu nhá. Còn 215 triệu đồng thôi ạ. Đấy, vàng bao nhiêu shop ơi? Con vàng này à? Con cậu vàng này là 190 triệu nhá. 190 triệu con cậu vàng ấy, đã giảm giá 10 triệu đấy. Bên em đang có hai mẫu Avel nhá. Vâng, anh Hải ơi, anh tham khảo tiếp cho một mẫu Avel nữa nhá. Đây, tham khảo tiếp tục cho một con mẫu Avel này. Đâu nhà Avel lại để đâu nhỉ? À đây rồi. Con vải màu đen này đời 2017 này, 225 triệu đồng, giảm 10 triệu đồng trong buổi tối hôm nay, còn 215 triệu đồng thôi. Tham khảo tiếp cho em mọi người nhá. Đấy. Con này cũng Avel này, 216, tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ. Máy số keo chỉ sơn xi thì bao zin, gầm bệ chắc chắn không bục mọt. Đấy, cam kết là không đâm đụng, không va chạm, không thủy kích, ngập nước, không vướng mắc một chút nào về vấn đề pháp lý nhá. 215 triệu đồng nhá, bác nào mà mua trong ngày hôm nay giảm giá 10 triệu đồng, còn 205 triệu đồng thôi. Đấy, Avel đời cao giá bằng modeling cho nhà mình thôi ạ. Vâng, chào shop ô tô Hải Dương. Vâng, chào bác Hưng Bùi nhá. Cảm ơn bác Hưng Bùi rất nhiều ạ. Chúc bác Cưng Bùi có buổi tối vui vẻ nhá. Có bước sóng livestream này thì hãy tham khảo những đầu xe hiện đang có bên em nhá, bác Cưng Bùi ơi. Vâng, cháu Nguyễn Công Dũng này, cháu Quan Thanh, cháu Khuyên Trần, cháu Giang Nguyễn, chào đại đình mình ạ. Chào bác Nguyễn Hòa Ưng. Đấy, con Avel còn giảm giá, con Avel còn giảm sâu nhá, còn giảm sâu, còn bớt sâu. Chào bác Tùng Thánh Thiện nhá, chào đại đình mình ạ. Đâu nhỉ, bác nào hỏi la chắc đi CX à? Có ngay la chắc đi CX nhá. Đây nhá, thì trước máy quay này em xin giới thiệu anh chị quý vị mình một mẫu La City Select. Con này thì được sản xuất năm 2010, đăng ký năm bánh năm 2011, mang động cơ 1.6 số rộng, 5 chỗ ngồi, sedan đầu phân khúc hạng C, 258 triệu đồng nhá. Đấy, đã bao phí rút hồ sơ cho anh chị quý vị nhà mình rồi ạ. La răng đúc lốp lắp đẹp, phanh đĩa chống bó cứng ABS ở 4 bánh. Đấy, đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều, máy số keo chỉ sơn xi bao zin, trang bị có option cửa sổ trời panorama này, cảm biến lùi này, cam lùi cam hành trình thì có đầy đủ rồi. Mang về sẵn đi sẵn dùng thôi. Con này thì hồ sơ cầm tay nhá, hồ sơ gốc là 37 ngày ăn quê bác ạ. Đấy, tư nhân chính chủ, không dịch vụ taxi. Máy số keo chỉ sơn xi bao zin cho đời mình nhá. Đấy, CX 2010. 258 triệu đồng, bao rút hồ sơ là cũng như phí vận chuyển gia đình mình trên toàn quốc nhá. Đấy, cả nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay này. Hoan hỉ vui vẻ cho em Tùng xin 5-7 lượt chia sẻ đi cho mình ơi. Không mất tiền, không mất bạc mà để lan tỏa buổi livestream hơn. Để những anh chị quý vị nào đang có nhu cầu
tìm đến được dòng xe cũ từ 4 đến 7 chỗ thì hãy đến với chợ ô tô đầu mối Hải Dương, địa chỉ chính thức là Nam Trung Nam Sách Hải Dương, một địa chỉ duy nhất nhá. Hai số line là 0347 701 777 và 0343 540 99 này. Đây em Tùng xin phép để lại nhá. Đây em Tùng xin phép để lại cho mình cùng tham khảo ạ. 0343 này 540 999 và 0347 701 777. Ok nhá. Hai số line chính thức của chợ ô tô mối Hải Dương nhá. Nhà máy 24/7, không cả thứ bảy chủ nhật nhá. Cứ gọi đi. Cứ gọi đến là được tư vấn miễn phí nhá. Thì cạnh mẫu Santa Fe 207 với cửa tiền là 315 triệu đồng rồi. Theo tôi đây em Tùng báo giá cho mình này, lại một dòng SUV gầm cao nhá. Nhưng chiếc này thì đến từ nhà Honda này. Honda CR-V 2009, động cơ 2.4 số tự động, 5 chỗ ngồi, gầm cao máy thoáng. Máy số keo chỉ sơn xi zin, cầm bệ không một xíu mục mọt luôn, tư nhân chính chủ 37 Nghệ An quê Bắc. Cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu kết hợp với halogen này. La xăng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS, đèn gầm phá xương tiêu chuẩn. Xin nhan trên gương, gương kính cụp xe điện. Đăng ký đăng kiểm thì còn đến tháng 9 năm 2023. Con này thì bên em đang rào bán với mức giá mong muốn cho đại gia đình mình là 405 triệu đồng nhá. Đấy, có bao rút hồ sơ rồi, cũng là ship xe trên toàn quốc gia đình nhá. Đấy, CRV Honda 209 2.0 số tự động, 405 triệu đồng. Đây em xin tiếp tục báo giá đầu sản phẩm. Nhà mình hoan thì vui vẻ lên, động viên em bằng mấy lượt like đi, mấy lượt chia sẻ đi. Chàng pháo tiền, chàng pháo like nhỉ. Cho em xin một đợt đi gia đình ơi. Vâng, chào bác Lê Thế Hoàn này, chào bác Thanh Ngoan nhá. Chào tất cả những bác vừa vào xem buổi livestream hôm nay. Đấy, nhà mình đang xem buổi livestream hôm nay thì cho em Tùng gửi lời chào, lời chúc sức khỏe và những lời chào trân trọng nhất đến gia đình mình ạ. Vâng, thì hôm nay bên em có về một mẫu xe mới nhá. Đấy thì em cũng giới thiệu sâu hơn một chút. Những xe nào mới về thì em giới thiệu sâu một chút cho mình cùng tham khảo nhá. Đây, Toyota Vios quốc dân lồi đồng cuối đá đây. Chiếc này thì được sản xuất năm 2017, đăng ký năm bánh 2019 này. 1.5 số sàn. 1.5 số động, xin lỗi anh em ạ. 1.5 số động, đăng ký 5 chỗ ngồi. Nước sơn màu đen rất là lịch sự và sang trọng này. Đấy là răng đúc 4 bánh, có phanh đĩa chống bó cứng ABS tại 4 bánh luôn. Cam đồi cam hành trình, đèn bi cầu salon đây. Tư nhân chính chủ 37 Nghệ An quê bác nhá, đăng ký đăng kiểm đến tháng 6 năm 2023. Con này bên em đang giao bán với cửa tiền là 450 triệu đồng. Bao rút hồ sơ, hỗ trợ giả góp. Đấy, ship xe trên toàn quốc nhá. Máy số keo chỉ sơn xi là bao zin cho mình ạ. Toyota Vios màu đen 2017. Đây nhá. Có mẫu nào là mới về, khi nào đầu nào mới về em cũng review sâu. Đây mấy mẫu mới về làm ở góc này. Đây nhá. Anh chị quý vị nào hôm nay mà đã xem cái video của em Tùng đăng lên lúc tối thì chắc chắn đã biết này rồi. Hyundai Grand i10 bản bay đây. Độ full đồ chơi còn nhiều hơn cả bản đủ luôn đấy nhá. Tham khảo cho mọi đi. Xe thì đời 2015, đăng ký năm 2016, tư nhân chính chủ 34 Hải Dương nhá. Biển một chủ từ mới nhá, 34 Hải Dương biển đây, biển 34 đây. La răng đúc lốp láp đẹp này, máy số keo chỉ sơn xi được còn zin luôn. Đấy, lắp dàn cò chưa ra luôn đấy ạ. Con này thì đăng ký đăng kiểm còn khá là dài, đăng ký đăng kiểm đến tháng 3 năm 2023 này. Động cơ 1.0 số sàn 5 chỗ ngồi. Xe đang ở đầu phân khúc hạng B của nhà Hyundai đây. Đấy, tiết kiệm nguyên liệu, đấy rất là lành và rất là bền nhá. Đấy, tham khảo cho em mau đi. 253 triệu đồng nhá. Đấy, bác nào mua hôm nay cứ giảm giá 10 triệu đồng một xe nhá. Hôm nay cứ chốt là giảm giá 10 triệu đồng trên một xe cho mình ạ. Đấy, mẫu này mới về này. i12 15 này. Đấy, đằng sau i12 15 thì báo giá được mình. Đây, Asen nhá. Asen 209 này, bên em đang có hai con. Tiếp tục mình tham khảo em con này nhá. Asen 209 màu trắng đã đang được bán thì cho ô tô đầu mối Hải Dương với cửa tiền là 165 triệu đồng nhá. Đồng giá 165 triệu đồng cho hai chiếc Asen này nhá. La răng đúc lốp náp đẹp đấy, máy số keo chỉ thì zin. Đấy, gương kính cụp xe điện 4 cánh, cam đùi cam hành trình, đăng ký đăng kiểm đến tháng 2 năm 2023. 1.4 số sàn, nhập hàng nguyên chiếc nhá. 165 triệu đồng. Đấy, mấy đầu sản phẩm mới này em báo giá sâu rồi. Đây báo giá khá sâu ở kỹ này. Để xem mẫu nào mới về đâu nhỉ. À có một mẫu Vios màu trắng mới về thì con đấy phải rửa qua nhé, con đấy thì chưa rửa qua. Đấy, tầm con đấy rơi vào tầm 340 triệu bản E số động 2017. Anh chị quý vị nào mà có nhu cầu nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em nhá. Đấy, gửi video hình ảnh chi tiết đấy cho. Vâng, chào bác Tô Ly Phạm, chào bác A Tàng Lai Giai, chào Phạm Văn Dung, chào bác Trần Thị Thu Hằng, chào Đại Đình nhá. Những bác nào mà em chưa đọc tên thì cho em gửi lời chào đến toàn thể gia đình mình ạ. Đây nhá, thì em Tùng xin bắt đầu báo giá từ đây ạ. Thì ngay trước máy quay đây,
Bắc Giang Nguyễn Tý IB con 165 nhé. Con 165 là con Asen hả bác? Ok bác nhá. Bác Nguyễn Quang Đạt I12 đầu màu trắng nội thất thế Lào, ok. Nhà mình mà bác nào mà cứ quan tâm sâu mẫu nào nhá, bình luận cho em, cứ bình luận đi. Review đến bao giờ mà không còn comment rồi thôi nhá. Đây ok, thì em quay lại con I12 đầu vừa rồi để báo giá cho mình ạ. Đây nội thất I12 đầu đây. Đấy, cho em xin mấy lượt chia sẻ đi bác Nguyễn Quang Đạt ơi. Xe đẹp thì vẫn nhiệt tình, lại giá cả yêu thương. Đúng rồi, phải xe đẹp đấy, phải giá cả yêu thương, phải nhiệt tình với toàn thế anh chị quý vị nhà mình nhỉ. Đây nhá, nội thất bên trong đây ạ. Nội thất ghế da điều hòa nóng lạnh hai chiều đây. Nội thất zin nguyên bản theo xe nhá. Con này thì trần lỉ à, trần thì được bác chủ độ lên trần 5D rồi. Cái trần da 5D rất là đẹp luôn. Đấy. Xe này cam kết anh chị quý vị nhà mình, tên tư nhân, không dịch vụ taxi. Đấy, nội thất rất là đẹp luôn. Đây, độ lên full đồ chơi này. Đề lỗ sờ ta tốt này, màn hình Android này. Đấy, khóa khiển đây. Khóa khiển, khóa bấm từ xa đây, đầy đủ rồi nhá. 255 triệu đồng. Đấy, còn bớt còn thương lượng rồi cho anh chị quý vị nhà mình. Đấy, cam kết là máy số keo chỉ sơn si bao zin, tư nhân chính chủ. Đấy. Nội thất bên trong rất đẹp. Đấy, sạch sẽ thơm tho rồi. Mang về sẵn đi sẵn sử dụng thôi nhá. Đấy, trần lý đấy ạ. Trần à, trần da nữa, trần da theo 5D này. Đấy, 255 triệu đồng. Gửi gia đình mình ạ. Vâng, chào Trần Dũng này, chào Toàn Vũ, chào Trần Quyết. Đó. Chào tất cả anh chị mình đang xem buổi livestream hôm nay nhá. Đấy, cảm ơn những lượt xem này, lượt like, lượt thả tim cũng như lượt bình luận dành mình rất nhiều ạ. Vâng thì chiếc máy quay nhá, em xin giới thiệu đến đại gia đình mình một mẫu 5 chỗ đây. Một mẫu 5 chỗ nhỏ gọn tiết kiệm đến nhà Hyundai này. Hyundai Getz 2008 đăng ký bánh 209. 1.0 số sàn 5 chỗ ngồi, nhỏ gọn tiết kiệm và bền bỉ nhá. Đấy, máy số có, máy số này cũng như các thứ còn rất là lành. Chuẩn giá bao nhiêu đấy để anh còn chốt luôn. Đấy, con này chuẩn giá này đang là trên buổi sóng là ngày nay, bước sóng ngày chiều nay này, giảm giá 10 triệu đồng một đầu xe cho anh nhá. Đấy, anh chốt cho con này này, anh chốt này nhá, để cho anh 245 triệu đồng bao giúp đồ xôi anh này nhá. Đấy, quan tâm sâu em con này anh Nguyễn Tuấn Đạt đấy nhá. Chốt được trong ngày hôm nay giảm 10 triệu bao rút hồ sơ, còn 245 triệu đồng thôi. Mang về chỉ việc đi, việc sử dụng thôi nhá. Đấy. Đây con Getz này này, 155 triệu đồng báo giá rồi này. 208 đăng ký là 209, máy số keo chỉ sơn si còn bao chất nhá. Chưa học ạ. Vâng, ok, trong huy viện này, chào đại mình đang xem buổi livestream hôm nay nhá. Thì rồi là báo giá khá nhiều dòng 5 chỗ đúng không? Tiếp tục là đổi không khí đây, đổi không khí là sang 7 chỗ. Kia Soto màu trắng có không? Báo giá luôn. Soto thì bên em chưa có cơ nhá. Đấy, Kia Soto thì chưa có rồi. Bác Thêm Nguyễn à? Đúng rồi, bác Thêm Nguyễn thì cứ theo dõi kênh YouTube cũng như fanpage chính thức cho ô tô đồ mua Hải Dương nhá. Để lại cho em xin số điện thoại, nào có đầu Soto là thì về em sẽ liên hệ trực tiếp cho bác nhá. Vâng, chào bác Việt Quốc ạ, chào đại gia đình mình. Đây thì sang dòng 7 chỗ nhá. Chiếc máy quay bên này giới thiệu anh chị quý vị nhà mình một mẫu Innova nhá. Tota Innova đời 2011, đăng ký là bánh năm 2013, tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Vàng Đỏ. Bản trước máy quay bên này bản G xịn nhá. Bản G xịn thì được trang bị la răng đúc. Đấy, có phanh đĩa chống bó cứng ABS, vô lăng 4 chấu tích hợp túi khí toàn trên vô lăng. Con này thì bên em đang giao bán với mức giá mong muốn là 335 triệu đồng ạ. 335 triệu đồng nhá. Bao rút hồ sơ cũng như là miễn phí ship xe gia đình mình. Đấy, 335 triệu đồng. 2.0 số sàn 8 số ngồi. Đấy, đến từ nhà Tota đây, Tota Innova. Đấy, con điển 2011, 335 triệu đồng. Đằng sau mẫu Innova này thì em báo giá mình hai mẫu Zoyli nhá. Hai mẫu Mitsubishi Zoyli. Mẫu này đợi hai đều cùng là đời 2014 nhá. Đời 2000 con này đời 2005 này, đăng ký là bánh 2006 này. Đấy, mắt xích và đèn cột lốp treo turbo rồi. Con này thì đang được bán thì cửa tiền là 125 triệu đồng thôi. 125 triệu đồng. Đấy, máy số keo chỉ sơn si còn bao zin. Đấy, rất đẹp luôn, tư nhân chính chủ 34 Hải Dương nhá. Đấy, vô lăng túi à. Đấy, vô lăng 4 chấu này, túi khí toàn trên vô lăng này. Đấy, nội thất ghế da nhá, còn đẹp luôn. Đấy, zin nguyên bản cho xe nhá. 125 triệu đồng gửi gia đình mình ạ. Vâng, chào Phạm Hạnh này, chào bác Cà Thăm, chào Việt Quốc, chào đại đình ạ. Có ship về Hà Nội không?
ông Nguyễn Quang Đạt, bên em ship toàn quốc nhá. Bên em ship toàn quốc luôn bác ạ. Đấy, bác yên chí là cái vấn đề xếp xe đấy ạ. Đằng sau mẫu Jolly 2005 vừa rồi tiếp tục báo giá cho hình mình. Mitsubishi Jolly 204 đăng ký là bánh 206. Thì con này bên em đang bán với cửa tiền là 130 triệu đồng. 130 triệu đồng nhá, 7 chỗ này. Đấy. Hai con 7 chỗ giá không bằng con SH luôn. 120 triệu đồng. 130 triệu đồng mà còn bớt còn thương lượng được cho gia đình nhá. 2.0 số sàn. Đấy, hai mẫu thì máy số keo chỉ sơn xi còn bao chất gia đình mình này. Thì vừa rồi là 3 mẫu 7 chỗ máy xăng này. Đấy, tiếp tục báo giá thì mình một mẫu 7 chỗ nữa nhưng máy dầu nhá. Tham khảo cho em đi. Ford Everest 2008 đăng ký là bánh năm 2009. Động cơ 2.5 máy dầu vô cùng kinh tế luôn nhá. Số sàn 8 chỗ bản đổ với gia đình mình. Có bảo hành không anh? Ok. Riêng cái mẫu vừa rồi nhá, cái mẫu Y10 vừa rồi nhá, bảo hành cho anh 1 năm về máy số luôn nhá, bảo hành như hãng luôn. 1 năm về máy số. Đấy, cam kết anh ạ. Cam kết trên giấy tờ, trên văn bản cho anh ạ. Đây, em xin báo giá tiếp tục con Fiverr này. Anh Nguyễn Quang Đạt ơi, anh có quan tâm sơ mẫu đấy nhỉ? Nhắn tin trực tiếp qua fanpage giùm em nhá. Đấy, đấy, nhắn tin trực tiếp qua fanpage giùm em ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều nhá. Theo dõi tiếp cho em buổi livestream hôm nay đi anh Quang Đạt nhá. Fiverr máy dầu 208, 2.5 số sàn. Con này thì bên em đang bán với cửa tiền đại gia đình nhà mình. 230 triệu đồng. Đấy, còn bớt còn tương đương, còn ra lọc sâu. Tư nhân chính chủ 29 Hạ Lợi Phố. Đấy, máy dầu đi rất là khỏe, rất là thích này. Rất là phù hợp với anh chị quý vị này, mình có nhu cầu thích đi phượt, đi đường dài này, đường gập ghềnh, quan tâm cho mẫu này nhá. Ok anh Quang Đạt ạ, anh cứ nhắn tin qua fanpage nhá. Ngay sau buổi livestream ngày hôm nay thôi, em sẽ trả lời tất cả những thắc mắc và tư vấn thêm cho anh nhá về chất lượng xe nhá. Riêng cái mẫu đấy cam kết cho anh này, tư nhân chính chủ, không đâm đụng, không va chạm, không thủy kích ngập nước và không vướng mắc một xíu nào về này, vấn đề pháp lý nhá. Bao chuẩn chỉ cho anh ạ. Đây thì em báo giá góc này nhá. Nhà mình ai đang quan tâm những mẫu La Chatty này, mẫu La Chatty mà tầm lanh quanh hơn 100 triệu tí này, tập lái tránh mưa tránh nắng đấy, phục vụ nhu cầu từ cơ bản đến cao hơn một chút là đi chơi gặp gỡ bạn bè này, gặp gỡ đối tác, tham khảo cho em mẫu này nhá. La Chatty 209 đăng ký là bánh 2010, 1.5 số sàn, 5 chỗ ngồi, sedan là đầu phân khúc hạng B mà bên em đang bán với cửa tiền 145 triệu đồng thôi nhá. Tư nhân chính chủ 98 Bắc Giang đấy, 98 Bắc Giang nhá. Máy số keo chỉ sơn xi bao zin, 145 triệu đồng. Đấy, em Tùng còn có thể bớt và gia lộc thêm gia đình mình trong buổi tối hôm nay ạ. Mọi người cho em xin một lượt tim, một lượt like đi. Gia đình mình ơi, chia sẻ comment nhiều lên nhá, để em Tùng tiếp tục báo giá cho ạ. Vâng, cháu Bùi Đắc Hòa này, cháu Thanh Đào, cháu Nguyễn Bình Cô Đơn, cháu Nguyễn Quang Đạt, cháu Trần Đức Anh, chào đại gia đình mình ạ. Vâng, thì ngay trước Innova 2017 Bắc Việt Quốc. Innova 2017 thì tạm thời em chưa có rồi nhanh nhá. Innova 2017 em chưa có rồi ạ. Anh cứ cho em xin một lượt like, một lượt theo dõi kênh fanpage đi ạ. Lao cái đầu Innova 2017 thì em sẽ liên hệ trực tiếp cho anh nhá. Cho em lại số điện thoại đi anh ơi. Đây nhá, tiếp theo đây này, báo giá gia đình mình một mẫu xe đời 2016. Xe được mang tên là Mitsubishi Zoyli, đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương với mức giá mong muốn là 555 triệu đồng. Đấy, 3 số nhá. 555 triệu đồng. Xe thì mang động cơ 2.0 số tự động 5 chỗ ngồi. Đấy. 5 chỗ ngồi nhá. Máy số keo chỉ sơn xi bao zin cho mình nhá. Máy số keo chỉ sơn xi bao zin. Đấy, bao test hãng nhá. Phát hiện được lỗi tặng ngay 5 triệu đồng cho anh chị quý vị nhà mình. Thì với mẫu xe này đời rất là cao này, thì bên em có hỗ trợ giả góp này, có hỗ trợ ship xe và hỗ trợ bao test hãng cho gia đình mình. Xe này mang động cơ 2.0 số động, la xăng đúc, có phanh gây trúng bó cứng ABS, máy số keo chỉ sơn xi bao zin nhá. Mitsubishi Zoyli 2016 ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, bác nào mà đang quan tâm mẫu này nhá. Đấy, em còn bớt được sâu nữa. Ok anh Quốc Việt nhá, em đã nhận lại số điện thoại của anh rồi này. Lao một đầu, có đầu Innova 2017 là thì em sẽ liên hệ trực tiếp cho anh nhá. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Đây nhá, tiếp theo đây là cũng khá nhiều là phân khúc xe bình dân đây, để phục vụ anh chị quý mình nhá, tham khảo cho em đi ạ. La Chatty 207 đăng ký là bánh 208. Con thì mang động cơ 1.5 số sàn. Bên em đang giao bán với cửa tiền là 145 triệu đồng thôi ạ. 145 triệu đồng. Đấy, sedan đầu phân khúc hạng B. La sáng đúc lốp nắp đẹp, máy số keo chỉ sơn xi thì còn lành nặng còn đẹp nhá. Vâng, chào bác Hường Huỳnh Trần, chào Long Cao, chào đại gia đình mình nhá. Chào tất cả những bác vừa xem buổi livestream này nè. Đấy, các bà mới vào xem lần đầu, hãy cho em Tùng cho ô tô đồng Hải Dương một lượt theo dõi cũng như một lượt like kênh YouTube cũng như kênh fanpage chính thức của cho ô tô đồng Hải Dương. Thì em vẫn lên sóng khung giờ quen thuộc 8:03 mỗi tối để báo giá như trò chuyện tương tác với đại gia đình mình ạ. Cảm ơn anh chị mình rất là nhiều ạ. Vâng, thì ngay trước đây nhá, xin giới thiệu anh chị quý vị em mình một mẫu 7 chỗ tầm trung đây.
xe đang mang tên là Vivante Chevrolet. Con này thì được sản xuất năm 2009 và đăng ký năm bánh năm 2011. Động cơ 2.0 số sàn, đám chỗ ngồi. Đấy. Mà bây giờ em bán thì cửa tiền chỉ có 160 thôi ạ. 160 triệu đồng cho mẫu 7 chỗ màu đen tầm trung này nhá. Đấy, form dáng Mỹ này khá là đẹp. Đấy, đăng ký đăng kiểm còn rất là dài đến tháng 12 năm 2023 nhá. Vivante Chevrolet 2009. Em từng bán là 165 triệu đồng. 160 triệu đồng thôi nhá. 160 triệu đồng gia đình thôi ạ. Đây này. Con Avel 216 này, giá một con Morning 210 triệu đồng này, báo giá rồi này. Đấy, tiếp tục tham khảo cho em mẫu này nhá. Cedric, tiếp tục là Cedric này, La Chetti Cedric 2010, đăng ký là bánh 211 màu đen. Đấy, tư nhân chính chủ 99 Bắc Linh, quê hương của những làn điệu quan họ chưa thành đây. Đấy, la dáng đúc lốp láp đẹp, máy số keo chỉ sơn xì còn bao zin. Em Tùng đang bán với mức giá mong muốn tại gia đình của mình là 255 triệu đồng nhá. 255 triệu đồng. Bao rút hồ sơ này, cửa sổ lắp Balorama này, sấy gương, sấy ghế, sấy kính đủ cả, máy móc thì còn nguyên zin nhá, còn đẹp của gia đình của mình. Đấy, 255 triệu đồng nhá. Avel 216 215 triệu đồng này. Rồi này, Asen 209 báo giá rồi, 160 triệu đồng này. Asen 219 này. Đấy, 395 triệu đồng này, bao rút hồ sơ hỗ trợ trả góp này. Santa Fe 7 chỗ này, đấy, Hyundai mà có 315 triệu đồng thôi. Đấy, Honda CRV 405 triệu đồng, bao rút hồ sơ ship xe trên toàn quốc này. Đây nhá, tiếp tục này. Vừa nhà mình đã xem con Vivante số sàn nhá. Tiếp tục em Tùng báo giá này mình, Vivante số động, tư nhân chính chủ 34 Hải Dương 410 lụt. Xe này mang động cơ 2.0 nhá. Số tự động 7 chỗ mà chỉ có 190 triệu đồng thôi nhá. 190 triệu đồng thôi chị quý vị nhìn mình ạ. La răng đúc 4 bánh này, phanh đĩa chống bó cứng ABS. Đấy, xin nhan trên sườn xe, gương kính cụp xe điện, đăng ký đăng kiểm còn miên man nhá. Đấy, cam nồi cam hành trình đầy đủ rồi. Số tự động 7 chỗ 190 triệu đồng. Vâng, cảm ơn Nhật Hoa và bác Thành Ngoan Thanh rất là nhiều nhá. Cảm ơn Ngoan Thanh nhá. Vâng, cháu Dân Văn, Dân Nguyễn Văn, cháu Dương Trường, cháu Vũ Ngọc Dương, cháu Huỳnh Quỳnh Trần này, cháu Đại này mình ạ. Con Cedric này, con Cedric này báo giá rồi, con rút hồ sơ báo giá rồi nhá. Riêng cái mẫu này mà anh chị quý vị nhà muốn sang tên đổi chủ nhá, bấm biển trong ngày cho gia đình mình luôn nhá, bấm biển trong ngày luôn. Đây thì cạnh bên này có một mẫu gọi là lồi đồng lục cối đá quốc dân vô cùng luôn. Đấy, không phải giới thiệu sâu là nhà mình cũng biết được luôn này. Toyota Vios 206, sedan hai đầu phân khúc hạng B. Các bác nào đang có nhu cầu tập lái này, tránh mưa tránh nắng nhá. Cửa tiền có 130 triệu đồng thôi. 130 triệu đồng cho mẫu Vios 2006 ạ. Máy số keo chỉ sơn xịt còn bao chất nhá. Mang về sẵn đi sẵn sử dụng thôi nhá. Đấy, Toyota Vios 206. Đấy. Vừa rồi em mới báo giá được có hơn 20 đầu sản phẩm nhá. Còn gần 60 đầu nữa đang được trưng bày tại chợ ô tô đầu ngoài Hải Dương. Đấy, em Tùng xin phép uống một cốc nước rồi tiếp tục trở lại với buổi livestream của gia đình nhá. Vâng, cháu Đỗ Hiểu này. Chào tất cả những chị quý mình đang xem buổi livestream này nhá, cho em gửi lời chào và chúc sức khỏe đến đại gia đình mình ạ. Đây, ok, em Tùng lại trở lại gia đình ơi. Chia sẻ cho em Tùng xin vài lượt đi. Vâng, thì ngay trước máy quay em đây, xin giới thiệu đến đại gia đình nhà mình một mẫu con này, con La Chetti nhá. La Chetti 2012, đăng ký là bánh 2013. Bên em đang bán với cửa tiền là 190 triệu đồng thôi. Tư nhân chính chủ Hải Dương 410 lụt. La dáng đúc nó nát đẹp, máy số keo chỉ sơn xịt còn bao chất. Đăng ký đăng kiểm còn khá là dài đến tháng 1 năm 2023 nhá. Nội thất ghế da thì hòa nó lạnh hay chiều dép buốt. Nói xe về thì đã dọn kỹ càng và thơm tho rồi. Làm sao anh chị quý vị mang về chỉ được đi chỉ được sử dụng thôi ạ. Đấy, La Chetti 212 190 triệu đồng này. Cảnh mẫu La Chetti vừa rồi thì em Tùng lại báo giá thầy mình nhá. Đây, Samsung FM3 2010 nhập Hàn nguyên chiếc nhá. Động cơ 1.6 số tự động đấy mà chỉ có 215 triệu đồng thôi. Máy số keo chỉ sơn xi thì bao chất, bao zin. Đấy, sedan đầu phân khúc hạng C. Được trang bị cam lùi này, cam hành trình này, la răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS, xin nhan trên gương, cửa sổ lóc này, đăng ký đăng kiểm còn dài miên man. Đấy, đến tháng 9 năm 2023 nhá, con này mới đăng kiểm xong này. Samsung FM3 nhập Hàn 215 triệu đồng của gia đình nhà mình ạ. Vâng, cháu Minh Chiến Nguyễn, cháu Đích Tôn, cháu Tú Hồ, cháu Đỗ Hiểu nhá. Chào tất cả anh chị quý mình đang xem buổi livestream này. Đấy, cảm ơn lượt xem, lượt like dành rất là nhiều này. Đấy thì buổi tối thì em Tùng cũng chỉ xin gia đình nhà mình mỗi người từ 30 đến 45 phút thôi nhá. Để báo giá, để lên sóng báo giá, trò chuyện tương tác, giải đáp tất cả những thắc mắc về xe cộ bên em đang có. Cảm ơn anh chị quý mình rất là nhiều nhá.
cạnh mẫu Samsung SM3 vừa rồi này. Tiếp theo đây em xin giới thiệu đến đại gia đình mình một mẫu Toyota Vios nhé. Toyota Vios 2016, đăng ký lăn bánh năm 2017. Con này bên em đang để mức giá tham khảo gia đình nhà mình là 360 triệu đồng. Đấy, sedan hai đầu phân khúc hạng B, quốc dân nội đồng cối đá Toyota Vios bản E 1.5 số sàn 360 triệu đồng. Còn bớt còn thương lượng. Đấy, số sàn đây. Lên full đồ chơi rồi. La răng đúc này, phanh địa chống bó cứng ABS này. Sơn vỏ thì độ theo hai giải mấy bát này. Cam đùi cao hành trình, màn hình cova đè lỗ sáng tác tốt. Đây đèn phai bi cầu đây. 360 triệu đồng. Đấy, mang về chỉ việc đi chỉ việc sử dụng thôi nhá. Full đồ chơi rồi. Đấy, đây góc này thì rất là nhiều đầu vai hốt nhá. Đây góc này rất là nhiều đầu vai hốt thôi, em báo giá vài đầu vai hốt thì mình cùng tham khảo này. Toyota Vios 2010 1.5 số sàn. Con này bên em đang giao bán với cửa tiền 195 triệu đồng cho anh chị quý vị mình nhá. 195 triệu đồng. Đấy. Động cơ VVTi vô cùng tiết kiệm liệu này. Ăn thì tầm 5 lít trên 100 km đường trường thôi nhá. Đấy, 1.5 số sàn Toyota Vios 2010 này. Đấy còn đời cao hơn nữa nhá, đời cao hơn nữa. Nhà mình tham khảo cho em Vios này đi. Tham khảo cho em Vios này nhá. Toyota Vios 2019 ạ. À 2018 xin lỗi gì ạ. 2018 số tự động. Con này thì bên em đang bán với cửa tiền 515 triệu đồng nhá. Tư nhân chính chủ, không dịch vụ taxi nhá. Máy số keo chỉ sơn si bao zin, bao test hãng trên toàn quốc cho anh chị quý vị nhìn mình nhá. Phát hiện được lỗi tặng ngay 5 triệu đồng. Xe này được trang bị la răng đúc, có phanh địa chống bó cứng ABS tại 4 bánh. Xin nhan trên gương, gương kính cụp xoay điện. Đấy, màn hình Android cỡ lớn này, đèn pha bi cầu này, bản 7 túi khí nhá, bản 7 túi khí. Tóm lại là zin, zin từ đầu đến chân và từ chân đến đầu. Đấy, cửa tiền là 515 triệu đồng. Bao rút hồ sơ này, hỗ trợ giá góp này, ship xe trên toàn quốc, tư nhân chính chủ, 99 Bắc Linh, quê hương của những làn điệu quan họ trữ tình đây ạ. Vâng, cháu Mai Sĩ Lộc, cháu Huy Mẹc này, cháu Huy Hùng Phạm, cháu Minh Chiến Nguyễn, chào đại gia đình mình ạ. Đấy, Toyota Vios 2018 vừa rồi này, 515 triệu đồng này. Vâng, thì ngay trước máy của em đây này, giới thiệu đến anh chị quý vị nhà mình nhá. Tiếp tục là Toyota Vios đây. Con này thì là đời 2009, đăng ký là bánh 2010, bản E 1.5 số sàn. Bên em đang giao bán con này với cửa tiền 225 triệu đồng thôi. 225 triệu đồng. Đấy, máy số keo chỉ sơn si thì còn zin đến 95% nhá. Đấy, tóm lại là còn chất, còn đẹp. 225 triệu đồng. Đăng ký đăng kiểm thì đến tháng 9 năm sau. Đấy, mang về sẵn đi, sẵn sử dụng thôi. Đấy, cho mẫu Toyota Vios bản E này ạ. Đấy, còn rất là nhiều xe đây. Rất là nhiều sự lựa chọn này mình nhá. Các bác đang xem buổi livestream hôm nay ạ, hoan hỉ vui vẻ lên cho Tùng xin 5-7 lượt chia sẻ đi. Lên tường này, đấy, lên trang cá nhân cũng như hội nhóm đi ạ. Không mất tiền, không mất bạc gì cả để lan tỏa buổi livestream hơn. Cảm ơn đại gia đình rất nhiều ạ. Cạnh mẫu Vios bản E đời 2009 rồi. Tiếp tục em báo giá đại gia đình mình nhá. Đây, Kia Morning 2016, động cơ 1.25 số sàn 4 máy bản B. Con này thì bên em đang giao bán với cửa tiền 215 triệu đồng. Xe đã mang động cơ 1.25 này. La răng đúc phai 4 bánh, nốp lắp đẹp. Máy số keo chỉ sơn xin thì còn bao zin. Đăng ký đăng kiểm còn khá là dài nhá, đến tháng 1 năm 2023. Đấy, cam đùi cam hành trình đầy đủ rồi này. Đời 2016 form mới, 1.25 số sàn, nhỏ gọn tiết kiệm liệu. Em Tùng đang bán với cửa tiền là 197 triệu đồng thôi. 197 triệu đồng thôi dành nhá. Morning 2016 này, con này thì Morning đời 2011 nhá. Bác nào đang có nhu cầu tập lái tránh mưa tránh nắng này, tầm tiền lanh quanh 100. Lanh quanh 100 tham khảo cho em mẫu này nhá. Kia Morning 2011 1.0 số sàn. Đấy, xe tập lái lên full đồ chơi rồi. Màn hình cova này, cam đùi cam hành trình này, đèn pha bi cầu nhá. Xe tập lái có 130 thôi mà lên đầy đủ đồ chơi rồi. Nhà mình chỉ về chỉ việc đi chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, thay dầu thay nhớt đổ xăng vào là chạy thôi ạ. 1.0 số sàn, tiết kiệm nguyên liệu vô cùng luôn nhá. 135 triệu đồng, đang được bày bán tại chợ ô tô đồ ngoại Dương. Đấy, các bạn nào có nhu cầu nhấc máy lên gọi điện cho em Tùng ngay và luôn. Hai số này để mình nhớ nhá, 0343 54099 và 0347 701 777, để em tư vấn và làm giá thêm gia đình ạ. Vâng, chào bác Lâm Lê, cháu Thanh Ngoan, cháu Kim Nguyễn, cháu Khắc Vượng Khắc, cháu Huy Hoàng, chào đại gia đình mình ạ. Cảm ơn những lượt thả tim thả like, lượt chia sẻ mình rất là nhiều nhá. Đấy, em vô cùng cảm ơn ạ. Thì vừa là khá là nhiều mẫu Kia Morning số sàn rồi. Đấy, tiếp tục này, báo giá thì mình Kia Morning số động đi. Xe được sản xuất năm 2010, đăng ký năm bánh năm 2013 tại Việt Nam, nhập Hàn nguyên chiếc bản SX nhá. Đấy, con thì mang lớp sơn màu xanh kiểu long rất đẹp đây.
1.0 số sàn, à 1.0 số tự động máy eco, tiết kiệm nhiên liệu vô cùng luôn nhá. Đấy, 235 triệu đồng. Máy số keo chỉ sơn si bao zin, cam lùi này, cam hành trình này, cảm biến chống va chạm này, la răng đúc này, vô lăng túi khí này, phanh đĩa chống bó cứng ABS đầy đủ rồi. Đăng ký đăng kiểm còn miên man luôn nhá. Đến tháng 5 năm 2023. Đấy, mang về sẵn đi sẵn sử dụng ạ. Đấy thì đầu này này em Tùng báo giá hết rồi này. Đấy, góc này thì em Tùng báo giá hết rồi nhá. Nhà mình còn thắc mắc gì thì cứ bình luận đi, cứ comment đi. Đấy, mỗi buổi tối này em xin gia đình mình từ 35 đến 45 phút thôi nhá. Đấy, xin phép lên sóng báo giá gia đình mình thôi. Còn bác nào mà muốn quan tâm sâu nhá, muốn quan tâm sâu, yêu thương em Tùng sâu này, nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em nhá, hoặc là gọi điện qua hai số Zalo. Tư vấn làm giá gửi cho anh chị quý mình những video chi tiết nhất. Đấy, những video chi tiết nhất mình cùng tham khảo ạ. Vâng, chóc Đỗ Biên này, chóc Lê Cải, chóc Huy Trần này. Chào mọi người đang xem buổi livestream này ạ. Chóc Nguyên Vua đúng không? Chóc Lê Lâm, chào đại đây mình, chào ô tô của Hải Dương nhá. Vâng thì tiếp theo đây xin báo giá anh chị quý vị nhà mình một mẫu 7 chỗ nhá. 7 chỗ đến nhà Kia. Đấy. Kia Zondo. Đấy. Anh chị quý vị nào mà đã quen những mẫu 7 chỗ như là Kentra này, quan tâm cho chiếc này nhá. Đây đàn em của dòng Kentra đây. Xe 7 chỗ sản xuất năm 2016, đăng ký năm bánh năm 2018, động cơ 2.0 số tự động nhá. Đấy. Cũng vô cùng tiết kiệm luôn, ăn từ 5 lít 4 để đến 5 lít rưỡi trên 100 km đường trường. Tư nhân chính chủ, không dịch vụ taxi. Cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu này, la sang đúc lốp nắp mới. Đấy, cam đồi cam hành trình đầy đủ, xin nhan trên gương, gương kính cụp xe điện. Đăng ký đăng kiểm thì còn dài nhá. Đến tháng 8 năm 2023 này. Vô lăng túi khí này, tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng này. Đấy, đá số thể thao nhá. Đấy, kết hợp cả đá số thể thao này. Con này bên em đang bán với cửa tiền là 470 triệu đồng, xin lỗi mình ạ. 470 triệu đồng. Bao rút hồ sơ hỗ trợ trả góp, ship xe trên toàn quốc nhá. Zondo 2016 số động 2.0 ạ. Đấy, báo giá khá nhiều đầu xe rồi. Không biết là nhà mình đã quan tâm sâu dòng nhà nhỉ. Chia sẻ cho anh Tùng lên đi anh chị quý vị Facebook ơi. Ok, cảm ơn bác ạ. Ô tô cơ biển rất là nhiều nhá, chia sẻ mạnh lên gia đình nhà mình ơi. Đây. Còn một mẫu nữa này, một mẫu 7 chỗ này báo giá luôn nếu mà bỏ chỗ cho mình cùng tham khảo nhá. Đây. Toyota Innova. Đấy. Toyota Innova 2006 đây. Tư nhân chính chủ 29 Hà Nội phố. La răng đúc lốp nắp đẹp, máy số keo chỉ sơn si để chuẩn chỉ nhá. Không đâm đụng, không va chạm, không thủy kinh ngấm nước. Con này bên em đang giao bán với cửa tiền cho đại gia đình nhà mình là 240 triệu đồng nhá. 240 triệu đồng. Có gửi màu trắng giá chuẩn. Nhiều rồi nhé. Ok anh nhá. Ok anh Giai ạ. Đấy. Sau buổi livestream này em sẽ gửi tất cả hình ảnh video chi tiết có cho anh. Mong là anh em mình sẽ giao lưu được một chiếc xe nhá. Mong anh sẽ giao lưu cho mình một chiếc xe gọi là vô cùng một chất lượng luôn anh ạ. Đây nhá, mạng kém quá bạn ơi. Ok thì em Fortuner 7 chỗ màu đen có không? Fortuner 7 chỗ màu đen khoảng 3 hôm nữa là có nhá. Đấy. Ok anh ạ. Vâng ạ. Vâng nhà mình ơi, cho em hỏi là hình ảnh âm thanh ánh sáng ok nhỉ? Đấy, mạng méo này đã được chuẩn chỉ chưa nhỉ? Để em tiếp tục báo giá là gia đình ơi. Mạng nét mà ok bác ạ. Vâng, có thể là anh chị quý vị mình ở xa một xíu thì mạng hơi kém này. Nhà mình xem lại đường truyền giúp em nhé. Xem lại đường truyền giúp em. Đấy, nếu mà chưa rõ chiếc nào nhá, cứ bình luận, cứ comment, nhắn tin trực tiếp qua mail cho em đi, gửi video chi tiết cho từng chiếc một nhá. Vâng, thì chiếc máy quay này xin báo giá gia đình mình hai mẫu luôn, một đôi luôn nhá. Gentex và Gentex này. Con này đời 2010, đăng ký năm 2012. Con này 2010, đăng ký 2011 nhá. Cửa tiền xem nhau thôi. 220 triệu đồng. 1.0 số tự động, 5 chỗ ngồi. Con này tư nhân chính chủ 29 Hà Nội phố này. Con này tư nhân chính chủ 34. Con này chính chủ, chính xác em nhớ là địa chỉ của chủ trong Chí Linh này. Đúng rồi. Thành phố Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương này. Máy số keo chỉ sơn si con này bao gì nhá, bao zin, bao chất. 1.2 số động. Trang bị la răng đúc. Đấy, có phanh đi chống bó cứng ABS. Cửa sổ lốc trên cao nhá. Đấy, các bác nữ nào đang có nhu cầu mà tập lái này, bổ túc tay lái, tham khảo cho em hai mẫu đi. Nhập hàng vô cùng là chắc, xe vô cùng là đẹp đấy ạ. Đấy, 220 triệu đồng thôi nhá, số tự động. Đấy, góc này thì em báo giá hết rồi này. Đây, xem các bạn, đây, vào góc này. Đây, vào góc này báo giá cho mình này. Đấy, báo giá cũng khá thời gian này. Đấy, chia sẻ bình luận nhiều lên gia đình ơi. Chia sẻ bình luận nhiều lên. Vâng, chào bác Trung Kiên ô tô này. Chào Thu Đinh, chào Huỳnh Nguyễn. Chào bác Trần Thị Thu Hằng, chào đại đình ạ. Đấy, vừa rồi em đã báo giá một chiếc to Kia Morning 2010 số tự động nhớ, máy số keo chỉ
bao gì nhá, báo giá tiếp một cặp này. Đấy, báo giá cho một em này một cặp Moling 2010 nhá. Máy số keo chỉ sơn si bao zin luôn nhá. 2010 số động bản đồ phun kịch bao zin 230 triệu đồng. Động cơ 1.0 máy eco nhá. Đấy, nhà mình nhìn cái nước si, nước sơn, nước si bên ngoài thôi. Đẹp chất, đẹp lét luôn. 1.0 máy eco bao tiết kiệm gia đình của mình. Đấy, ăn nhanh quanh chỉ 4,5 lít trên 100 km đường trường thôi. Đây, la sang đúc hoa mai 4 bánh này, có phanh điện chống bó cứng ABS. Cặp đèn pha thì trang bị công nghệ bi cầu công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều nhá. Đèn pha và đèn hậu này còn sáng còn trong, không dấu hiệu bóng mờ do sương do nhật. Con này thì hồ sơ bên em đã cầm tay rồi này, hồ sơ thì cầm tay rồi nên những thủ tục mà sang tên đổi chủ bấm biển mới trong ngày thôi. 230 triệu đồng. Đấy, bao ship xe trên toàn quốc anh chị quý vị gia đình mình. Đấy, xe thì trang bị cả hai mắt cảm biến chống va chạm phía sau này, cam đùi cam trình đầy đủ này, tạo điều kiện thoải mái và an toàn nhất cho anh chị mình di chuyển nhá. Khi nào có alo, ok bác Đỗ Yên nhá, ok anh nhá. Tí em sẽ đọc lại bình luận này, tí em sẽ đọc lại bình luận xem anh đang à, con Fortuner đúng không? Đấy, một hai nữa về thì em sẽ liên hệ trực tiếp cho anh ạ. Chào anh ạ. Đấy, chia sẻ cho em xin mấy lần đi anh Đỗ Yên nhá. Đấy, cạnh mẫu Kia Morning số động 2010 rồi này, tiếp tục báo giá anh chị quý vị này, 75 chỗ số động 2 đầu đến từ nhà Kia Morning, em đang bán với cửa tiền 225 triệu đồng mình nhá. Đấy, con Kia Bride 2008 đúng rồi, 747 chỗ màu đen, ok anh Fortuner rồi, em nhớ anh nhá. Rồi, em đã chụp lại hình rồi ạ. Đây, Kia Bride 2008 nhập hàng đăng ký làm bánh tại Việt Nam 2010 nhá. Có i12 đầu không anh? i12 đầu có anh nhá, có i12 đầu ạ. Đấy, em quay lốt con này thì em sẽ chuyển sang con i12 đầu cho anh tham khảo này. Xe này mang động cơ 1.4 số tự động 5 chỗ ngồi. Đấy, động cơ DOHC 16V. Đấy, dòng anh dòng chị của những chiếc Kia Rio này hoặc là K3 Seto đấy. Một chiếc xe nhập hàn 2008, máy số keo chỉ sơn si bao zin ạ. i12 đầu, ok bác ơi. Đây, i12 đầu mới về đấy ạ. Đây nhá, i12 đầu đây, i12 đầu mới về đấy bác ơi. Đây, i12 đầu 2015 bản bay. Đấy, bản bay nhá, nhưng độ đồ chơi nhiều hơn bản full luôn này. Đấy, la sang đúc này, lốp nắp đẹp, lốp nắp mới cả dàn luôn, cả lốp cả dàn mới luôn. Xin nhan trên gương, gương kính cụp xoay điện. Máy số keo chỉ sơn si bao zin nhá. Còn riêng con này này, bao zin cho anh chị quý vị mình. Đấy, vô lăng 3 chấu. Cam đùi cam hành trình đầy đủ này, đây là lỗ sơ ta tốt này. 225 triệu đồng. À, 255 triệu đồng chứ đâu mình ạ. Đang được bán thì cho ô tô mới dương. Đấy, i12 đầu màu trắng 2015 ạ. Đấy thì vừa rồi em cũng đã báo giá sơ qua tất cả những đầu xe đang có thể cho ô tô đồng ngoài dương rồi. À, các bác mà đang quan tâm dòng nào này, quan tâm mẫu nào nhá, tiếp tục bình luận đi, tiếp tục comment đi em báo giá nhá. Vâng, thì tiếp theo đây nhá, với cửa tiền nhanh quanh là 260 này, báo giá thì như này. Con màu trắng này, con Hyundai Gani 10 bản đổ 2016 này. Con màu bạc này 2014 này. 2014 là 235 triệu đồng này. 2016 là 250 triệu đồng nhá. Bản đổ phun kịch Hyundai i11 đầu hatchback. Đấy, bản đổ được trang bị la sang đúc, lốp láp mới. À, phanh đĩa chống bó cứng ABS, xin nhan trên gương, gương kính cụp xoay điện, vô lăng túi khí nhá. Đăng ký đăng kiểm nó rất là dài luôn. Con màu bạc đăng ký đến tháng 4 năm 2023. Còn con màu trắng này đăng ký đến tháng 5 năm 2023 nhá. Đấy, máy số keo chỉ sơn chi chất, nội thất thì sạch sẽ rồi, mang về sẵn đi sẵn được dụng thôi. Đấy, cam kết anh chị quý vị nhà mình là không đâm đụng, không va chạm, không thủy kích ngập nước và cũng như là không vướng mắc một xíu về vấn đề pháp lý nhá. Đấy, bản đồ 230 và 205 đây. Đấy, nhà mình cho em xin mấy lượt chia sẻ đi, mấy lượt bình luận cho anh ơi. Con chó thủy tinh, chó sen đào, chó Hà Tùng, chó Đại Đình ạ. Đấy, lúc này là đấy, báo giá tất cả những đầu xe hiện đang có tại chỗ ô tô là mới dừng rồi. Nhà mình còn trần gì nữa, đấy cho em xin mấy lượt comment đi, mấy lượt chia sẻ đi. Để xem có đầu xe nào mà chưa được bình luận, chưa được báo giá thì báo giá tiếp gia đình nhá. Đấy, rất là nhiều xe luôn. Đấy, đang quanh 80 đầu xe này. Đấy, 80 đầu xe, đấy, tự tin là phục vụ mọi nhu cầu gia đình của mình. Đấy, nhà mình đang xem buổi livestream này nhá. Đấy, 8:30 cứ vào xem cho dùm em nhá, 8:30 vào xem dùm em. Xin gia đình của mình từ 30 đến 45 phút thôi nhá. 30 đến 45 phút thôi. Mỗi tối thì em xin là mình thế thôi. Để vào báo giá những đầu xe hiện đang có bên em này. Nhà mình đang lăn tăn về những cái vấn đề xe cũ gì nhá, thì cứ nhắn tin trực tiếp cho em Tùng. Đấy, hai số line này, hoặc là nhắn tin trực tiếp qua fanpage nhá. Đấy, để em được giải đáp những thắc mắc từ chất lượng xe này, thủ tục mua bán này, ship xe ra sao này, giao xe như thế nào này. Đấy, chịu trách nhiệm
tất cả về xe cộ tại chợ ô tô Đồng Hải Dương. Đó. Có EcoBot không? EcoBot thì bên em lại chưa về rồi. Đấy. EcoBot chắc phải 1-2 hôm nữa cơ. Đấy, một dòng 5 chỗ của Ford gọi là vua đô thị đấy, bọn còn đấy cũng rất là hay, rất là đẹp. Vâng, cháu bác chính ô tô Cũ Hải Dương này. Đấy. Và chia sẻ cho em xin 5-7 lượt đi bắt chính ô tô Cũ Hải Dương ơi. Đấy. Rất nhiều đầu xe luôn. Đấy, về đêm này. Đấy, đêm đến là vẫn sáng đèn này, vẫn sáng đèn để phục vụ anh chị quý vị trên ba miền Tổ quốc nhá. Đấy, nhà mình còn ai hỏi đầu nào nhỉ? Ai hỏi dòng nào không? Cứ mạnh dạn bình luận đi, để em Tùng tư vấn trực tiếp trên bước sóng này live stream em cho ạ. Vâng, cháu Kim Lư, cháu chính ô tô Cũ Hải Dương, cháu Chi Vũ này, cháu Thơ Vũ Thị, cháu Văn Cường, cháu Thủy Tinh. Chào toàn thể anh chị quý mình đang xem buổi live stream hôm nay ạ. Đấy thì rồi em cũng đã báo giá là tròn 45 phút rồi. Đấy. Đấy, xin phép xin gia đình mình thế thôi nhá. Đấy, xin 45 phút thôi để báo giá đầu xe hiện đang có. Bác nào cứ comment, comment cứ tiếp tục comment thì em sẽ trả lời thôi nhá. Đấy, rất nhiều đầu xe rồi. Vâng thì em cũng có đây rồi, có bình nhận đây rồi. À, vâng cháu Trần Thiện vừa xem buổi livestream này. Có Civic không? Là Civic thì bên em lại chưa có rồi. Tiếc quá. Bác Trần Thiện ơi, để lại cho em xin số điện thoại đi. Một vài nữa mà về đầu Civic nào thì em sẽ liên hệ trực tiếp cho bác nhá. Vâng cháu bác Ngọc Ngô Minh, Đức Chính chia sẻ anh Đồng đi. Ok, anh Đức Chính chia sẻ giùm em đi anh Đức Chính ơi. Vâng cháu Trần Đình nhá. Chào tất cả những bác vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay. Đấy. EcoBot khoảng bao nhiêu màu gì? Con này màu bạc nhá bác nhá. Con EcoBot này màu bạc này. Đấy, nó màu bạc như con này, màu bạc như con này nhá. Đời thì em lại chưa nắm được nhưng em nhớ không nhầm là con đây là 2012 sao đấy. Đấy, màu bạc y xì này luôn. Một hai nữa về cơ. Vâng, chào bác Lê Tiến Sĩ này, chào đại gia đình mình ạ. Vâng thì vừa rồi em đã báo giá hết những đầu sản phẩm hiện đang có tại chợ ô tô Đồng Hải Dương. Cảm ơn gia đình nhà mình mỗi tối hàng ngày đã dành ra một ít thời gian để xem buổi livestream ngày mỗi ngày của chợ ô tô Đồng Hải Dương nhá. Xin cảm ơn anh chị quý vị xin rất là nhiều này. Xin chào, hẹn gặp lại các bác trong những buổi livestream và báo giá tiếp theo nhá. Đấy, bác nào mà phải bình luận rồi đúng không? Thì em sẽ cố gắng trả lời lại hết những bình luận gia đình mình để xem dòng xe có không hoặc là bao giờ có nhá. Đấy, giải đáp hết các bác gia đình mình ạ. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại anh chị quý vị nhà mình trong những buổi livestream tiếp theo. Xin chào.